xin chào cả nhà tiệm mèo sen ạ à. nhà ơi tiệm hôm nay về một bé mèo anh lông ngắn một blue tabby mọi người nha đây là con heo blue tabby mọi người ạ à. bởi vì sao mình nói như thế mọi người nhìn thật là kỹ nha trời ơi không khác gì con heo mọi người ạ à. form to mập mặt nọng má bánh bao mép dày mọi người nhìn nè trời ơi hai tháng tuổi hơn một xíu xíu thôi mà <laughs> không khác gì con heo mọi người nha vì em ấy là rất là to rất là mũm mĩm Ôi, trộn vía trộn vía mọi người nha Mọi người nhìn thấy chân này Chân rất là to Ôi, đáng yêu thế Em ơi Đây, đây con, đây, 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 đây. Đây, mọi người ơi, Blue Tabby nha, mèo anh lung ngắn thuần chủng, form to mập, mặt nọng má bánh bao, mép dày Ở tiệm mèo sen giá chỉ có 3 triệu 6 thôi mọi người nha Ôi, xinh thế Nào, chạy ra, chạy ra đây đây đây, đây mọi người nè, nghịch lắm mọi người ạ à. xem nào mà muốn một bé mèo nghịch ngợm, thì đón em nha Nhà đảm bảo hết buồn thôi mọi người nha Trời ơi trời trời, trời cái mặt, úi trời ngã chưa, trời ơi chỗ chỗ trời ơi nó nghịch quá đi cơ, mọi người nhìn nè Mọi người nhìn nè, trời ơi cái mặt này Em ơi, mặt nặng luôn nha mọi người nha bướng lắm ý ôi thế này thì ai trương hả cái này thì ai trương hả ai trương hả con quỷ sứ <laughs> mọi người ơi ba triệu sáu mọi người nha sẽ làm ưng đón bé liên hệ với tiệm chúng mình ngay đi ạ mình kết thúc video của em ở đây hẹn các bạn những video lần sau nha này con quỷ này chào mọi người đi con quỷ này chào mọi người đi mọi người ơi đây nhà mình kết thúc nha